Mới đây, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky đã thừa nhận tình hình khó khăn ở tiền tuyến và tuyên bố rút quân chiến thuật các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine về hướng Avdiivka. Trước tuyên bố này, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên kênh YouTube, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter nhận định tình hình cực kỳ khó khăn trong quân đội và một cuộc rút lui chiến lược có thể xảy ra. Cựu sĩ quan tình báo bày tỏ quan điểm, việc ông Syrsky bắt đầu nói đến chuyện rút lui là một điều gì đó mới mẻ. Điều đó có nghĩa là người Ukraine không còn có thể duy trì chiến tuyến như vậy nữa. Họ không có đủ sức mạnh. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang chứng kiến giai đoạn ban đầu của một sự lãng phí chiến thuật hàng loạt, tức là một cuộc rút lui chiến lược. Ông Richter giải thích rằng tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong lực lượng vũ trang Ukraine có thể dẫn đến thực tế là người Ukraine sẽ không thể giữ vững các vị trí phòng thủ mà họ rút lui. Theo ông, quân đội Ukraine có thể sẽ rút lui với quy mô lớn đến mức quân đội Nga có thể kiểm soát thêm một phần lớn lãnh thổ Ukraine nữa. Ông Richter kết luận, thực tế là chúng ta đang nói về việc rút lui, đồng nghĩa với việc tình hình Ukraine đang xấu đi khủng khiếp. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, quân đội Ukraine đã mất gần nửa triệu người. Ông nhấn mạnh, các đơn vị Nga hiện đã chiếm thế chủ động trên toàn chiến tuyến và tiếp tục đẩy lùi địch. Ông Shoigu kể lại rằng, quân đội Nga đã giải phóng Pervomaiskoye, Bogdanovka và Novomikhailovka ở DPR, đồng thời đang mở rộng vùng kiểm soát ở Berdichi và Georgievka. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này vừa qua đã bắn rơi 10 máy bay không người lái của Ukraine, 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp và 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất. Trong khi đó, Ukraine đã hứng chịu nhiều thương vong khi nhóm chiến đấu phía đông của Nga phản công và giành được các vị trí trọng yếu gần Staromaskoye và Vodianoye tại Donetsk. Các nhóm chiến đấu của Nga cũng đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của các lữ đoàn xung kích Ukraine gần Novobakhmutovka và Ocheretino ở Donetsk. Trước đó, ông Vladimir Trogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, chúng tôi ở bên nước Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm. Người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksionov, sau đó xác nhận các tên lửa ATACMS của Ukraine đã bị bắn hạ. Ngày 1 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cáo buộc quân đội Nga vi phạm công ước cấm vũ khí hóa học quốc tế khi dùng chất gây nghẹt thở, hơi cay để đối phó lực lượng Ukraine. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quân đội Nga sử dụng chất gây nghẹt thở chloropicrin và các hợp chất chuyên chống bạo loạn trong quá trình tác chiến tại Ukraine. Và nhấn mạnh đã gửi báo cáo về kết luận Nga vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học toàn cầu đến Quốc hội Mỹ, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ. Việc sử dụng những loại hóa chất này không phải sự việc đơn lẻ. Nhiều khả năng nhằm mục đích đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi các cứ điểm và giúp Nga giành lợi thế chiến thuật trên chiến trường. Giới chức Nga và Ukraine chưa có bình luận về thông tin này. Theo báo Telegraph đầu tháng 4, nhiều binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến đã tiết lộ rằng vị trí của họ gần đây thường xuyên bị các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ UAV thả lựu đạn hơi cay. Mặc dù không gây ra thiệt mạng hoặc làm mất khả năng chiến đấu ngay lập tức, nhưng các cuộc tấn công như thế thường khiến binh sĩ Ukraine hoảng loạn, buộc họ phải rời khỏi nơi ẩn náu và trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường. Quân đội Ukraine cho biết ít nhất có 500 binh sĩ phải được điều trị vì nhiễm độc. Một người đã qua đời sau khi Nga tăng cường việc sử dụng các loại lựu đạn khói chứa các hợp chất kiểm soát đám đông như khí CS và CN ở mặt trận phía đông. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW có trụ sở tại Hà Lan đã xác nhận rằng chloropicrin là một chất bị cấm theo Công ước về vũ khí hóa học CVKC có hiệu lực từ năm 1997. Nga và Ukraine từng cáo buộc nhau vi phạm CVKC, nhưng OPCW chưa nhận được đề nghị điều tra các vụ sử dụng chất hóa học bị cấm trên chiến trường Ukraine. Trước đó, hồi đầu tháng 3 năm nay, Nga đã kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các chương trình vũ khí sinh học do Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine. Washington phủ nhận sở hữu hoặc vận hành bất kỳ hệ thống phòng thí nghiệm sinh học nào như vậy ở Ukraine, trong khi Kiev khẳng định các cơ sở này chỉ tham gia vào nghiên cứu dân sự. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng của Lầu Năm Góc đang cung cấp tài chính và tiến hành nghiên cứu sinh học quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Trích dẫn các tài liệu mà họ thu được tại một số cơ sở trong cuộc tấn công liên tục của Nga vào nước này, chỉ huy lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học Nga, Trung tướng Igor Kirillov cho biết. Khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, các phòng thí nghiệm bí mật bắt đầu vội vàng hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học, bao gồm các tác nhân vi khuẩn và virus gây bệnh cào. Tuy nhiên, Moscow vẫn có thể lấy được một số tài liệu liên quan đến nghiên cứu bí mật. Trong khi đó, đặc phái viên Nga tại Hà Lan, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW,
ông Vladimir Tarabarin cáo buộc Mỹ tiếp tục vận hành 30 phòng thí nghiệm sinh học trên lãnh thổ Ukraine. Đây được coi là một phần của chương trình sinh học quân sự bất hợp pháp, ông nói. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã phát hiện ra các tài liệu xác nhận chương trình sinh học quân sự quy mô được Mỹ và các nước NATO triển khai trên lãnh thổ Ukraine và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Phía Nga đã nhiều lần nêu quan điểm về một mạng lưới các phòng thí nghiệm bí mật do Mỹ tài trợ ở Ukraine, công bố hàng loạt tài liệu thu được từ chính quyền Kiev mà Moscow cho rằng có liên quan đến hoạt động của các cơ sở đó. Vũ khí hóa học được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến I cách đây hơn một thế kỷ, gây ra thương vong lớn cho lực lượng các bên tham chiến. Điều này khiến vũ khí hóa học bị lên án mạnh mẽ sau Thế chiến I. Trong Thế chiến II, vũ khí hóa học không được sử dụng nhiều như Thế chiến I. Một số quốc gia sau Thế chiến II tiếp tục cất giữ và phát triển vũ khí hóa học. Theo thống kê, sau khi CVKC có hiệu lực vào tháng 4 năm 1997, thế giới có tổng cộng 72.000 tấn vũ khí hóa học. Nga ký CVKC năm 1993 và khởi động chương trình tiêu hủy vũ khí sau đó 3 năm, thông báo tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào tháng 9 năm 2017, hoàn thành nghĩa vụ trước Mỹ 6 năm. Nga chạy đua với phương Tây để cung cấp vũ khí cho cuộc chiến tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới đây đã ra lệnh tăng cường sản xuất vũ khí và cho biết việc giao hàng cần phải nhanh hơn để phục vụ cuộc chiến tại Ukraine. Mệnh lệnh được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật chi hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Kiev. Tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết số lượng, chất lượng và tốc độ sản xuất vũ khí cần phải được gia tăng. Để duy trì nhịp độ tấn công cần thiết, cần phải tăng số lượng và chất lượng vũ khí và thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, chủ yếu là vũ khí. Ông chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm giảm thời gian bảo trì, sửa chữa khí tài quân sự, tăng cường cung cấp phụ tùng thay thế cho các khu vực chiến sự và khu vực hỗ trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã được xem kết quả của việc hiện đại hóa vũ khí, tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả của chúng trong việc chống lại máy bay không người lái và bảo vệ binh lính khỏi máy bay không người lái trên chiến tuyến. Tổng tham mưu trưởng Nga, tướng Valery Gerasimov, người phụ trách chiến dịch quân sự tại Ukraine, đã báo cáo với Shoigu về tình hình hoạt động hiện tại. Với việc cả phương Tây và Nga đều tăng cường, đặt cược vào cuộc chiến, hàng tỷ USD vũ khí bổ sung. Cuộc chiến đang bước sang năm thứ ba, mà nổi bật là ưu thế của pháo binh và máy bay không người lái, tiêu biểu cho cuộc xung đột chết chóc nhất ở châu Âu, kể từ Thế chiến thứ hai. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine và đã giành được vị thế kể từ cuộc phản công vào năm 2023 của Kiev thất bại. Cuộc chiến Ukraine đã gây ra sự đổ vỡ tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Hiện nay, Nga đang tiến dần vào các điểm then chốt dọc chiến tuyến dài 1.000 km và tuyên bố rằng vũ khí của Mỹ sẽ không ngăn cản đà chiến thắng của Moscow. Phía Nga cũng cảnh báo nguồn cung mới sẽ khiến cuộc xung đột leo thang. Vào tháng trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns đã cảnh báo rằng nếu không có thêm sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ, Ukraine có thể thua trên chiến trường. Thế nhưng, với sự hỗ trợ mới, lực lượng Kiev có thể giữ vững được vị trí của mình trong năm nay. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh trong Liên minh quân sự NATO ngạc nhiên vì sự thích nghi nhanh chóng của phía Nga với những thách thức đổi mới của chiến trường. Ngoài ra, Nga cũng sẽ sản xuất nhiều pháo binh trong năm nay hơn tất cả 32 thành viên NATO cộng lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các loại vũ khí quan trọng của Mỹ đang bắt đầu được chuyển đến Ukraine với số lượng nhỏ. Thế nhưng việc giao hàng cần phải nhanh hơn vì các lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế. Trong khi đó, Nga thì đang vật lộn với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nước này. Lực lượng Houthi, nhóm vũ trang lớn nhất tại Yemen, vừa tuyên bố sẽ ủng hộ và sát cánh cùng Iran hay bất kỳ đồng minh nào khác nếu chiến tranh nổ ra. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí New York vừa được công bố, Phó Thư ký Truyền thông của Houthi, ông Nas al-Din Amer khẳng định Houthi sẵn sàng và có bổn phận phải trợ giúp Iran hay bất kỳ đồng minh nào khác trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Quan chức Houthi nhấn mạnh nhóm này có trách nhiệm phải bảo vệ các đồng minh trong trục kháng chiến và sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào các đồng minh. Cũng theo quan chức Houthi, nhóm này sẽ bảo vệ cả các đồng minh vốn đang có bất đồng với Houthi nếu họ đối mặt nguy hiểm. Tuyên bố của Phó Thư ký Truyền thông Houthi được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Israel vừa trải qua giai đoạn đối đầu quân sự nguy hiểm. Từ nhiều năm qua, Iran được cho là bên dẫn dắt trục kháng chiến chống Israel tại khu vực. Ngoài Houthi, các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong trục kháng chiến còn có phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine, lực lượng Hezbollah ở Liban, cùng nhiều nhóm vũ trang khác ở Syria, Iran.